Hôm nay ngày 8 tháng 11, thời tiết toàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu duy trì trạng thái nắng nóng, cường độ nắng mạnh, nhiệt độ dao động từ 31 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Dự báo đêm nay và ngày mai, thời tiết các khu vực trong tỉnh như sau. Khu vực phía bắc của tỉnh đêm nay và chiều mai có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất 25 đến 27 độ, cao nhất từ 32 đến 34 độ, độ ẩm tương đối 76 đến 81%. Khu vực ven biển Bà Rịa Vũng Tàu đêm nay có mưa và dông vài nơi, nhiệt độ 25 đến 27 độ, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ cao nhất 31 đến 33 độ, gió đông bắc đến đông cấp 2, độ ẩm 77 đến 82%. Huyện Côn Đảo, nhiệt độ thấp nhất 25 đến 27 độ, ngày có lúc có mưa rào và dông, trong cơn dông đề phòng sét đánh và gió giật mạnh, nhiệt độ cao nhất 31 đến 33 độ. Gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, độ ẩm 79 đến 84%. Hải văn vùng biển Bà Rịa Vũng Tàu có mưa và dông vài nơi, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió đông bắc cấp 3, cấp 4. Thủy triều tại Vũng Tàu ngày 9 tháng 11 năm 2023, mức nước cao nhất 375 cm vào lúc 0 giờ và mức thấp nhất 200 cm lúc 17 giờ. Hôm nay dù trời nắng nóng nhưng chất lượng không khí toàn tỉnh vẫn trong lành, không ảnh hưởng đến sức khỏe người dân khi hoạt động ngoài trời. Kết quả quan trắc về bụi khói khí thải toàn tỉnh đều cho kết quả tốt. Chỉ số chất lượng không khí AQI dao động từ 34 đến 39,